thân mến chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Nguyên đại gia đình của em sẽ đi chơi ở một cái nhà của một ông anh, và cách đây khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi anh, khoảng 1 tiếng hơn, thì qua bên đó mình sẽ tha đồ biển về các bạn, tha đồ của ở biển Louisiana và những cái món ăn tôm khô rồi này kia rồi đó, chút và thịt cá sấu rồi các bạn. Mình sẽ qua bên đó mình quay cho tất cả mọi người xem ha. Theo chân mẹ con mình nha. Chưa tới nữa bạn, ở đây người ta vận chuyển xe mới rồi các bạn đó, vận chuyển xe mới rồi đó, chưa thấy không, xe mới. Cái mẫu xe này giờ đang nhiều người xài lắm, tại vì cái loại này nó giá nó vừa túi tiền ha anh ha. Mẫu này nè, giá vừa túi tiền. Ủa xe này giống xe cũ vậy? Mới mới gì, mới gì mà nhìn bụi không vậy? Mới nhưng mà đã xài qua rồi. Này là mới rồi. Mới nhưng mà ở dealer này nó chở qua dealer kia đó. Ồ. Bụi á. Chạy vậy cơ? Chạy 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 cái xe nó để nó chân nó bán mà. Ồ, xe nó chạy mẹ nó ơi. Nó bóng nó tuốt lại mấy hồi. Chưa có biển số luôn. Xe mới mà nhìn đi chạy ha. Còn ở Việt Nam mà mới một cái là anh thấy nó bọc. Xe này dùng qua rồi, nó xài qua. Ờ, xe này nghĩ xe qua tay rồi. Ừ, xe qua tay rồi. Nó chạy nó hết rồi. Đời giống đời rồi mới. Ờ, đời mới thôi chứ xe xài rồi. Chứ còn ở ở cái xe mà mới luôn á, anh thấy nó bọc cho mà coi. Bạn xem kẹt đường không ạ? Mẹ con em đã tới nơi rồi. Nhóc có mấy đứa anh chị để chơi nè mọi người. Và em sẽ quay sơ cho các bạn người xem đó, cái khung cảnh trong nhà và ngoài sân của mấy ông đó đó. Đang chơi vui vẻ thì trời lại mưa, cho nên cả nhà lại kéo vào trong để ngồi nhậu. Và mở nhạc khá là lớn cho nên em đã tắt tiếng và ghi âm cho tất cả mọi người nghe. Rồi em mời mọi người xuống basement. Xuống basement thì có mấy đứa nhỏ nó mở cái nhà hơi lên, nó chơi với này nè mọi người đó. Rồi nó cứ tuột như vậy đó. Và nhảy đùng. Ở bên Mỹ này hầu như là con nít thường nó ở nhà chơi nhiều. Có khi ba mẹ hả cả tuần cũng không chở tụi nhỏ đi đâu được hết đó các bạn. Nhà có mua cái đồ nhà hơi cho mấy đứa nhỏ chơi. Đó. Dưới đây là dưới basement các bạn. Ờ, mấy anh mấy chị chơi đó con. Ờ. Yeah. Andy sợ. Nhảy đi cho em coi đi con. Nhảy đi. Andy sợ nãy anh gì vô chơi anh gì khóc quá trời. Hết hồn cái gì á. Nè nè, Cô Lan các bạn ơi. Phim gửi về Việt Nam á chị. Cô Lan phim làm YouTube. Đây là bánh bột lọc. Bánh bột lọc đúng không chị? Cái này bánh bột lọc. Bánh bột lọc chay. Bánh bột lọc bọc nhuyễn tôm. Nó này chay. Chay. Chay, ok. Này chay. Ủa vậy là chín hả chị? Cái này cũng phải chín rồi mà đưa vào bụng được, ok. Ủa em nhớ là nó trong luôn mà. Không cần trong, bỏ vào đây nó mới trong, ok. À. Tự động nó trong. Bí quyết mới.
không phải bí quyết mới, bí quyết này là bí quyết ngày xưa rồi, ok. Xưa mình mới biết. Cái này là xưa lắm xưa ơi, xưa. À, bắt đầu nó trong lại nè các bạn. Nghe cái dành dành. Giờ thấy chưa? Nghe cái dành dành này nó trong lại. Ok. Sắp có ăn rồi. Bữa nay hay là có thằng phải không? Và bữa tôi làm mấy cái clip rồi đưa qua tôi cho cô quay Facebook thoải mái. Không thể bỏ qua cái món đặc biệt này, cho nên mình đã bay vào mình thử ngay. Lúc nó còn đang rất là nóng và dẻo các bạn. À, khi mà mình ăn thử cái bánh này á, thì các bạn biết không, cái bánh nó rất là dai, nó có cái độ giòn sực sực sực, ngon lắm các bạn ơi. Và mình ăn ở ngoài chợ á, mình không bao giờ mình ăn được có cái bánh nào mà nó có cái độ dai mà giòn như vậy chứ, rất là ngon. Và các bạn biết không, bà bác này bà làm á, là mình ăn với nước tương mà ăn cũng rất là ngon các bạn. Hồi trước á, mình ở Sài Gòn mình ăn cái bánh bột lọc này ăn với nước mắm, nhưng mà lần đầu tiên mình ăn với nước tương á các bạn, ăn rất là ngon. Và cái vị của sa tế các bạn, nó làm cho nó cay cay, đặc trưng của cái người vùng Huế á, họ nói là cái này là đặc trưng của ở vùng Huế mới có cái hương vị và cái bánh nó giống như vậy á các bạn. Mọi người đang ghẹo mình á là ăn lên đi cho nó lấy sức dùng lên và đi làm để cho chồng mình ở nhà giữ con. Mọi người đang ngạo mình á là cho chồng ở nhà giữ con đi để em đi làm bên Mỹ này là phụ nữ dùng lên chứ không phải như bên Việt Nam đâu. Cho nên gán ăn lấy sức vô. Nhưng mà thật sự cái bánh rất là ngon các bạn ơi. Bây giờ là buổi sáng và hai mẹ con đang ngồi ở trong nhà đó, coi mọi người dọn dẹp nhà cửa. Lúc này thì hai vợ chồng em đang chuẩn bị đi về đó. Thấy những người này làm việc em ngồi để cho mọi người xem, thấy ông chồng giỏi không, lau nhà. Chồng em thì đi ngắm cây ở ngoài vườn rồi. Các bạn biết cái khung cảnh sau một đêm trời mưa rất là trong lành luôn, và em ăn một bánh bột lọc xong rồi đi ngủ về đó các bạn ơi. Bây giờ em đang ngồi trong con em ở trong phòng để chờ ba nó chuẩn bị những cái đồ lặt vặt linh tinh rồi bắt đầu là mẹ con xuất phát đi về thôi. Bây giờ ảnh đang làm quen với mấy cái anh lớn tuổi hơn ảnh á, anh kêu lại ngồi chơi với ảnh vậy đó. Anh ừ biết rồi, biết đây là anh rồi, rồi sao nữa? À. Ừ, anh. À. Rồi anh. Ôm cổ anh đi, lại ôm cổ anh đi. Phát vai anh. Ừ đúng rồi, lại ôm cổ đi, ôm cổ anh đi. Ôm cổ đi. Câu cổ, lại câu cổ anh đi. Cười. Xoa xoa gì nè, xoa lưng cho anh đi. Ừ đúng rồi, xoa lưng cho anh, xoa lưng. Xoa lưng. Chị. Màu gì? Purple. Màu này gì? Hot hả? Ờ hot. Red. Đọc đi, con đọc đi. Red. Con xoa đi, con xoa lưng nhanh đi. Xoa lưng nhanh đi. Đúng rồi, xoa lưng nhanh. Yeah. À, vuốt đầu anh hả? Cái này là khô đuối không anh? Khô này khô đuối, khô này con cá có đuối á các bạn, mà người ta ướp sẵn đó các bạn. Nhìn ngon ghê các bạn ơi. Cái này hồi nãy là nhiêu anh? 25 đồng á, hay 20 vậy? Nè khô cái đuối nữa các bạn. Đó thấy không? Nhìn con cá đuối nữa không? Ướp sẵn. Này ở là Louisiana đó các bạn. Con này là khô tôm khô. Tôm khô một bịch. Bịch một bịch gì là một phao nè các bạn. Nhiều ghê anh. Bịch phao nhiều dễ sợ luôn. Một bịch này phao, bịch này tôm này 20 đồng các bạn. Cái loại này là size nhỏ đó, size nhỏ 20 đồng, size lớn hết rồi. Mình xuống trễ quá, người ta lấy hết mấy cái size lớn rồi. Còn size nhỏ không à. Nè các bạn, một phao đâu các bạn, nhiều ghê. Mình lấy 5 bịch. 5 bịch tôm khô. Còn có mắm tôm nữa mà xuống cũng trễ quá, hết mắm tôm luôn rồi. Nè, siêu lại hết rồi. Siêu lại hết trơn. Kỹ kìa. Đó. Đó, thấy không? Đây. Đó, 5 bịch.
Đó. Rồi cái này nè. Cái này là chả các bạn. Chả chả cá. Chả cá ngon các bạn ơi, nó ngọt lắm, ngon mà dai nữa. Nó ngọt hơn cá thác lát luôn. Mình lấy cho bà chị mình 1 2 3 4 5 6 7 cây. Đó, 7 cây. 7 cây chả. Các bạn thấy không? Lấy vẫn còn thiếu các bạn, mà hồi nãy gọi cho người ta nữa mà hết rồi. Phải 1 tháng nữa mới có. Ổng đi lên, ổng đem về 500 cây chả này mà bán hết trơn các bạn. 500 cây luôn đó mà bán hết trơn. Đó, quay sơ cho tất cả mọi người xem chín là phẩm của em ngày hôm nay. Đó, cái này là anh em trong nhà mua ăn thôi. Cái này mình mua giùm.